Ngân hàng quần lót nam nữ giá cực rẻ của chúng em xin kính chào tất cả bà con, cô dì, chú bác khách hàng. Nhanh chân đến với gian hàng quần lót nam nữ giá cực rẻ, cực đẹp của chúng em nào. Ngày hôm nay chúng em đang xả hàng giảm giá đây. Quần lót nữ chỉ 10.000 đồng một cái, đồ lót nam 3 cái chỉ 50.000 đồng, áo lót nữ 40.000 đồng một cái, 3 cái chỉ 110.000 đồng. Có đầy đủ loại vải, thun, cotton lạnh. Tại đây có bán đồ lót nam nữ Thái Lan, hàng chất với giá siêu khuyến mại. Hàng đủ size đủ số, màu sắc đa dạng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp để quý khách thoải mái lựa chọn. Hàng tận gốc nên bán giá cực sốc, mà hàng tận xưởng nên bán giá không tưởng luôn. Quần lót nữ chỉ 10.000 đồng một cái, đồ lót nam 3 cái chỉ 50.000 đồng, áo lót nữ 40.000 đồng một cái, 3 cái chỉ 110.000 đồng. Không đâu rẻ bằng nơi đây, không đâu rẻ bằng nơi này. Ở đâu bán rẻ nhất, chúng em bán rẻ hơn ở đó rất nhiều. Mua càng nhiều giá càng rẻ, mua càng nhiều giảm giá càng nhiều. Quần lót nữ chỉ 10.000 đồng một cái, đồ lót nam 3 cái chỉ 50.000 đồng. Áo lót nữ 40.000 đồng một cái, 3 cái chỉ 110.000 đồng. Có đầy đủ các loại vải thun, cotton lạnh. Tại đây có bán đồ lót nam nữ Thái Lan, hàng chất với giá siêu khuyến mại. Các cô, các bác, anh chị cứ thoải mái xem đi nào. Dân hàng quần lót nam nữ cực rẻ, cực đẹp của chúng em xin kính mời chào bà con, cô dì, chú bác vào lựa xem mua. Ai không mua thì ta cứ vào xem. Xem xong ta thích, ta mua mang về. Dân hàng quần lót nam nữ xin trân trọng kính mời và kính mời. Hàng quần lót nam nữ giá cực rẻ của chúng em xin kính chào tất cả bà con, cô dì, chú bác khách hàng. Nhanh chân đến với gian hàng quần lót nam nữ giá cực rẻ, cực đẹp của chúng em nào. Ngày hôm nay chúng em đang xả hàng giảm giá đây. Quần lót nữ chỉ 10.000 đồng một cái, đồ lót nam 3 cái chỉ 50.000 đồng, áo lót nữ 40.000 đồng một cái, 3 cái chỉ 110.000 đồng. Có đầy đủ loại vải, thun, cotton lạnh. Tại đây có bán đồ lót nam nữ Thái Lan, hàng chất với giá siêu khuyến mại. Hàng đủ size đủ số, màu sắc đa dạng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp để quý khách thoải mái lựa chọn. Hàng tận gốc nên bán giá cực sốc, mà hàng tận xưởng nên bán giá không tưởng luôn. Quần lót nữ chỉ 10.000 đồng một cái, đồ lót nam 3 cái chỉ 50.000 đồng, áo lót nữ 40.000 đồng một cái, 3 cái chỉ 110.000 đồng. Không đâu rẻ bằng nơi đây, không đâu rẻ bằng nơi này. Ở đâu bán rẻ nhất, chúng em bán rẻ hơn ở đó rất nhiều. Mua càng nhiều giá càng rẻ, mua càng nhiều giảm giá càng nhiều. Quần lót nữ chỉ 10.000 đồng một cái, đồ lót nam 3 cái chỉ 50.000 đồng. Áo lót nữ 40.000 đồng một cái, 3 cái chỉ 110.000 đồng. Có đầy đủ các loại vải thun, cotton lạnh. Tại đây có bán đồ lót nam nữ Thái Lan, hàng chất với giá siêu khuyến mại. Các cô, các bác, anh chị cứ thoải mái xem đi nào. Dân hàng quần lót nam nữ cực rẻ, cực đẹp của chúng em xin kính mời chào bà con, cô dì, chú bác vào lựa xem mua. Ai không mua thì ta cứ vào xem. Xem xong ta thích, ta mua mang về. Dân hàng quần lót nam nữ xin trân trọng kính mời và kính mời.